nay mình sẽ làm một cái tủ các góc nó không được vuông, có một góc vuông thôi. Đây là mình làm cái tủ này, nó có một góc này vuông thôi, còn ba góc này là nó không vuông. Giờ mình sẽ cắt cái mặt đáy trước, cắt mặt sàn trước, cắt mặt trên mặt dưới, cắt mặt dưới xong là từ mặt dưới sẽ cắt ở mặt trên, xong là dựng bốn thanh đứng lên. Sau bắt đầu mình sẽ làm đợt. Đây mình đã cắt được các thanh bên mặt bên trên và mặt bên dưới đây. Kích thước thì lấy đúng kích thước mình đo được, vì các cái này là cắt cắt mòi hết mà. Giờ mình sẽ cắt mòi để ghép nó lại với nhau. Cái góc vuông này thì là góc vuông 90 độ thì là cắt dễ rồi này. Ta cắt từ góc này trước này, sau đó là đưa hai cái thanh này vào để tìm ra cái góc này và góc còn lại, sau đó lấy dấu cắt theo. Giờ mình sẽ cắt cái góc 90 độ trước. Giờ mình sẽ đấu cái góc vuông lại, sau đó tìm ra hai góc kia. Cái gì à?
Đây, giờ mình sẽ từ cái góc vuông kia mình áp hai cây còn lại lên để tìm ra cái góc cắt của nó.
mình sẽ cắt. Giờ mình sẽ ghép nó lại nha. Okay. Đây anh em, từ cái góc vuông 90 độ này là mình cắt các cái cạnh nhiên nó đủ kích thước đủ rồi anh, rồi mình sẽ tìm ra được các cái góc của nó, độ chính xác là lên khoảng 95%. Giờ từ cái hình này mình sẽ copy nó ra các cái copy lên cái đỉnh. Tủ kiểu hình thang này.
Thế là hoàn thiện được khoảng 80% rồi. Và còn bắt về ở xung quanh để ấp kính vào nữa. Mới cắt đọt. Cánh mình đã bắt hít vào rồi. Cánh phía trước là mình sẽ cho kính trong, còn các mặt kia là mình sẽ cho kính mở vì nó ấp vào tường. Đợt thì cho alu. Giờ mình sẽ tiến hành bắt vê xung quanh này, các mặt xung quanh này bắt vê, ấp kính từ ngoài vào cho nó dễ.